Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào mỗi buổi sáng hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long. Tiếp tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình sáng nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Du khách ở Đà Lạt tháo chạy vì khách sạn bị lún do công trình đào đất xây dựng tầng hầm. An Giang xảy ra vụ sạt lở núi, Đắk Nông sạt lở đường giao thông do mưa lớn kéo dài. Phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên diễn ra vào hôm nay. Người chồng bạo hành vợ ở Hải Dương lãnh án hơn 9 năm tù. Ấp nở nhân tạo cá sấu sim quý hiếm ở thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Đồng Tháp mưu sinh mùa nước nổi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Lãnh đạo Phòng Quản lý Xây dựng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết là đang yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở tại lô H30, khu quy hoạch Gulf Valley, phường 2, thành phố Đà Lạt, khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún trong quá trình đào đất xây dựng tầng hầm. Dù sụt lún làm cho hai khách sạn và một nhà dân bị lún nước, khiến cho hàng chục du khách bỏ chạy thoát thân. Vụ việc xảy ra mới đây khi công nhân đang thi công xây dựng tầng hầm nhà ở tại lô H30, khu quy hoạch Gulf Valley. Vụ việc đã khiến cho khách sạn Đà Lạt Khaki ở lô H28, khách sạn Quy Đà Lạt ở lô 29 và ngôi nhà lô 31 bị rung chuyển, nứt toát. Ngay sau sự việc, lãnh đạo của ban nhân dân phường 2 và chủ tịch của ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã đến kiểm tra hiện trạng sụt lún. Thành phố Đà Lạt yêu cầu những người sống trong hai khách sạn và ngôi nhà trên di dời ngay đến nơi an toàn. Ông Nguyễn Kỳ Quân, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2 cho biết, công trình xây dựng tầng hầm có giấy phép xây dựng của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, nhưng có thể phía dưới có mạch nước ngầm dẫn đến sụt lún. Ủy ban nhân dân phường 2 đã yêu cầu bên thi công khẩn trương khắc phục sự cố. Về phía chủ đầu tư phải thuê đơn vị quan trắc khoan thăm dò để đánh giá mức độ an toàn cho những ngôi nhà trong khu vực mới được thi công xây dựng tiếp. Chủ đầu tư phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do vụ sụt lún gây ra. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, một số núi ở tỉnh An Giang xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá. Còn tại tỉnh Đắk Nông thì tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức cũng đã bị sạt lở nặng. Ủy ban nhân dân tỉnh này tiếp tục công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang cho biết do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên núi Cấm có hiện tượng sạt lở đất đá ở khu vực Dầu Bà. Khu vực này ít dân sinh sống nhưng ảnh hưởng cây trồng của người dân. Tương tự tại núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, mấy ngày qua cũng liên tiếp sạt lở đất đá do ảnh hưởng của mưa lớn. Nhiều tảng đá to lăn xuống chắn lối đi xuống. Chính quyền địa phương đã ngăn du khách đến khu vực này tham quan. Hiện Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn đang phối hợp với thị trấn Ốc Eo xử lý di dời những tảng đá rơi xuống do sạt lở. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo du khách cẩn trọng khi tự đi du lịch đến những điểm có xảy ra sạt lở. Tại Đắk Nông, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết vừa tiếp tục công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó khắc phục đối với tuyến đường tỉnh lộ 1 tại km 25+100, km 25+950 thuộc xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức đang bị sạt lở nghiêm trọng. Theo đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8, trên tỉnh lộ 1 đoạn qua xã Quảng Tâm đã xuất hiện các vết trạng nứt và sụt lún dạng vòng cung. Các vết sụt lún sâu khoảng từ 5 cho đến 30 cm, khiến nền nhà và đất một số hộ dân bên ta luy âm xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 10 cho đến 20 cm. Đến ngày 17 tháng 8, các vết nứt gãy sạt lở đã mở rộng từ 20 cm lên 50 cm, sâu hơn 1 m. Các vết nứt còn xuất hiện thêm tại các khu dân cư xung quanh làm nứt tường nền nhà một số hộ dân, gây nguy cơ sạt lở cao. Việc sụt lún đất đã gây mất an toàn giao thông trên đường tỉnh lộ 1 và mất an toàn cho 55 hộ dân trong khu vực. Chính quyền địa phương phải cấm các biển cảnh báo nguy hiểm, nghiêm cấm không vào khu vực cảnh báo nguy hiểm. Chính quyền địa phương cũng đã sơ tán các hộ dân xung quanh vùng sạt lở đến nơi an toàn, thực hiện các biện pháp hạn chế nước thấm, nước chảy vào các vết nứt ở khu vực sạt lở. Thưa quý vị, cầu Suối Nhung ấp Thạch Màn, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước những ngày qua cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua cây cầu này.
Những ngày qua thì nhiều cơn mưa kéo dài đã khiến hai bờ cầu Suối Nhung bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều người nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua cầu, nhất là khi xe ô tô, xe máy lưu thông qua cầu đều nghe rõ những tiếng rung lắc mạnh của cầu. Sau khi nhận phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã khảo sát thực tế, cắm biển cảnh báo, khuyến cáo người dân hạn chế các phương tiện có trọng tải lớn lưu thông qua cầu, đồng thời có báo cáo gửi lên cấp trên để có hướng xử lý trong thời gian tới. Cầu Suối Nhung có kết cấu bằng thép, được xây dựng từ năm 2005, tải trọng khoảng 8 tấn. Hàng ngày có hàng ngàn lượt người và phương tiện qua lại cầu. Trước đó, vào đầu tháng 2 năm 2008, cây cầu đã bị sập do một phương tiện chở quá tải. Chương trình tiếp tục với thông tin trên lĩnh vực giao thông. Trên cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên quan gây ùn tắc giao thông. Gần 15 giờ chiều qua, dòng xe lưu thông trên đường Cộng Hòa theo hướng từ An Sương đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Khi đang lên dốc cầu vượt Lăng Cha Cả, quận Tân Bình, thì 3 xe ô tô gồm 1 xe taxi và 2 xe cá nhân tông liên tiếp rồi dính chặt vào nhau. Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng khiến cho các phương tiện hư hỏng nằm chắn hết một làn đường cầu vượt Lăng Cha Cả. Dòng xe lưu thông ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất nối đuôi nhau nhích từng chút một. Ngay sau tai nạn, lực lượng chức năng có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết phiên đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày hôm nay. Theo thông báo của Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam, sẽ có 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh thành phố là Bắc Giang, Hà Nội, Phú Thọ, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng được đưa ra đấu giá. Đó là các biển số 98A-66666, 19A-55555, 30K-55555, 30K-56789, 36A-99999, 43A-79999, 47A-59999, 51K-88888, 65A-39999, 99A-66666, 15K-18888. Thời gian đấu giá là 60 phút một biển số xe ô tô. Trước đó, thời hạn đăng ký nộp tiền hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đã kết thúc vào trước 24 giờ ngày 19 tháng 8. Nhằm hỗ trợ các bên sản xuất cũng như là đưa sản phẩm đặc sản địa phương trên cả nước đến tay người tiêu dùng, Trung tâm Tin học và Công nghệ số thuộc Bộ Công Thương đã và đang nghiên cứu triển khai hỗ trợ hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp ở địa phương tiếp cận mô hình bán hàng là sàn đặc sản địa phương. Cụ thể, khi tham gia mô hình sàn đặc sản địa phương, mỗi tỉnh thành sẽ được thiết lập một gian hàng đặc sản trên các sàn thương mại điện tử lớn. Trong đó, tập trung tất cả doanh nghiệp sản xuất và các sản phẩm của các tỉnh thành để thuận tiện cho việc quản lý, điều phối, vận hành và phân phối sản phẩm trên sàn thương mại điện tử. Sàn đặc sản địa phương, mô hình phân phối đặc sản địa phương qua sàn thương mại điện tử sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể mua các sản phẩm đặc sản địa phương mà không cần giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Tiếp theo chương trình, người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Người chồng bạo hành vợ ở Hải Dương lãnh án hơn 9 năm tù. Ấp nở nhân tạo cá sấu sim quý hiếm ở thành phố Hồ Chí Minh. Người dân Đồng Tháp mưu sinh mùa nước nổi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Như chương trình vừa thông tin thì biển số xe 19A-55555 ngày hôm nay mới được đấu giá. Nhưng mà trước đó, LTT ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã chế biển số xe này gắn vào hình ảnh xe ô tô rồi đăng lên mạng xã hội nhằm thu hút tương tác. Công an tỉnh Phú Thọ cho biết là đã triệu tập người này để làm rõ xử lý theo quy định. Trước đó, T đăng tải hình ảnh chụp xe ô tô có gắn biển kiểm soát 19A-55555 lên trang xe Phú Thọ và khẳng định biển số xe này đã có chủ. Qua kết quả xác minh, lực lượng chức năng đã xác định T là quản trị viên của trang xe Phú Thọ, đã lấy thông tin hình ảnh trên mạng rồi chế gắn biển kiểm soát 19A-55555 lên xe ô tô, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view.
Quá trình làm việc với cơ quan công an, Tê đã thừa nhận hành vi, nhận thức được vi phạm và đã xóa bài viết. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định. Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Phô Lắc Duyên, ngụ thị trấn Đờ Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về tội trộm cắp 3 chiếc xe ô tô. Tại tòa, đối tượng này khai nhận là tuy chưa có xe cũng chưa có giấy phép lái xe nhưng lại thích lái xe ô tô nên nảy sinh ý định trộm ô tô để được lái. Duyên đã liên tiếp lấy trộm 3 ô tô rồi tự lái, nhưng sau đó xảy ra sự cố nên bỏ xe lại hiện trường. Qua quá trình qua trình báo của các chủ các phương tiện, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Duyên. Cáo trạng xác định 3 xe ô tô mà Duyên lấy trộm có giá trị trên 1 tỷ 270 triệu đồng. Trong quá trình điều khiển 3 xe ô tô, Duyên đã để xảy ra va chạm làm xe bị hư hỏng với giá trị thiệt hại hơn 27 triệu đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phô Đắc Duyên 12 năm tù, đồng thời buộc phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng xe. Tòa án Nhân dân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Luân, sinh năm 1986, trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, về tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ vợ. Đây là vụ việc từng gây xôn xao dư luận. Theo cáo trạng, tháng 4 năm 2021, Luân kết hôn với chị BTTG, sinh năm 1987, trú tại xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Sau khi kết hôn, Luân và chị Rê chung sống với nhau tại thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên và có một người con. Trong thời gian chung sống, Luân và chị Rê sẽ ra mâu thuẫn về việc chi tiêu sinh hoạt gia đình. Thời gian từ khoảng đầu năm 2022 đến trước ngày 1 tháng 5 năm 2023, nhiều lần Luân đã dùng dây cắm nồi cơm điện, thắt lưng da, thanh gỗ, đánh vợ. Có lần Luân dùng nước nóng hất vào người của chị Rê. Khi đánh vợ thì Luân thường trói chân tay của chị Rê, không thể phản kháng. Đỉnh điểm vào ngày 1 và ngày 10 tháng 5 năm 2023 khi chị Rê mang thai khoảng 7 tháng, Luân tiếp tục bạo hành khiến chị bị rất nhiều vết thương trên cơ thể. Sau đó lợi dụng lúc Luân không để ý, chị Rê đã trốn về nhà cha mẹ ruột ở Kiên Giang. Vụ việc sau đó bị phanh phui, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và Luân bị bắt tạm giam. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Luân 6 năm 3 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 3 năm 3 tháng tù về tội hành hạ vợ, tổng cộng là 9 năm 6 tháng tù. Không phải bằng hình thức ấp nở tự nhiên, hàng trăm cá sấu sim quý hiếm tại công viên văn hóa Đầm Sen, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh được sinh ra bằng phương pháp ấp nở nhân tạo. Cụ thể quá trình ấp nở này diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé. Tại công viên văn hóa Đầm Sen, mỗi năm có hàng trăm cá sấu sim con được chào đời nhờ phương pháp ấp nở nhân tạo. Tuy nhiên tỷ lệ thành công không quá cao, khoảng 50%. Ông Nguyễn Quốc Cường, quản lý vườn thú tại công viên Đầm Sen cho biết, mùa sinh sản của cá sấu sim là vào khoảng tháng 3, tháng 4 hàng năm. Mỗi lần cá sấu đẻ khoảng từ 30 cho đến 40 trứng. Trước khi cá sấu đẻ thì đội chăm sóc vườn thú sẽ phải đào ổ trước để đất tơi xốp. Vị trí nào được xác định là ở những chỗ mà cá sấu đã đẻ ở các năm trước đó. Quá trình ấp trứng trong lồng ấp được chú trọng về yếu tố nhiệt độ và điều kiện đất. Theo đó, đất phải tơi xốp để giỏ trứng được thông khí, độ ẩm được duy trì khoảng 70%. Nhiệt độ được tạo bởi bóng đèn khoảng 32 độ C. Khoảng 20 ngày sau, người chăm sóc sẽ phải kiểm tra tình trạng của trứng. Những trứng đã hỏng sẽ được loại bỏ để không ảnh hưởng đến những trứng còn lại. 78 ngày sau, cá sấu con chào đời với tỷ lệ nở thành công khoảng 50%. Sau khi nở hết thì các nhân viên sẽ vệ sinh tắm rửa cho cá sấu con và thực hiện phân tách những con khỏe với những con yếu. Khi mới nở, cá sấu con chỉ có kích thước to bằng ngón tay cái và dài chừng một gang tay. Trong vài chục phút đầu khi mới bước ra khỏi lớp vỏ trứng thì những cá sấu con khá chậm chạp. Hiện nay, việc nhân giống, bảo tồn và hỗ trợ cá sấu sim sinh sản đang được Ban Quản lý Công viên Văn hóa Đầm Sen chú trọng đẩy mạnh. Thưa quý vị, tại vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp, khi con nước nổi tràn đồng, cũng là lúc người dân nơi đây tất bật mưu sinh, mang về những tay lưới đầy cá. Những hình ảnh sau đây vừa được chương trình ghi nhận. Trên cánh đồng nước mênh mông ở xã Thượng Thới Hậu A, huyện Hồng Ngự, người dân tất bật xuồng lưới mưu sinh theo con nước. Ông Đinh Hữu Lộc, chuyên sống nghề câu lưới ở địa phương cho biết, đón con nước nổi về, ông chuẩn bị 20 tay lưới để giăng bắt cá đồng. Thông thường, lưới sẽ được ông thả giăng trên đồng vào chiều hôm trước, đến sáng hôm sau đi thăm. Dù con nước vừa mới tràn đồng,
lượng nước trên đồng chưa nhiều, nhưng ông cũng thu về hơn 5 kg cá đồng các loại. Nếu mùa khô thì cũng làm ruộng, làm này kia, cũng xả lưới ở dưới sông. Rồi tới mùa nước này thì mình lên trên đồng mình văng cá chạch. Cũng kiếm cá chạch thì cũng sống, thì bữa thì cũng nếu hên thì được 1-2 kg thì cũng được vài 300 ngàn xài. Bữa nay không biết vì sao mà nó hên, nó trúng được cái bài cá chốt này, nó ngay dính nhiều hơn, coi như là một khi không có, một khi buổi dưới kia nó ngay không có cá ít tỉnh gì đó, nhưng mà bữa nay là lên đây là sao mà nó dính được cái bài cá này, nó nhiều. Nếu nước nhiều thì bà con mình nó ngay đỡ, là có một cái nước nhiều cá nó về nhiều, người ta chặt cái này cái kia rồi nó lớn nhanh hơn, cho nên bà con người ta mau sinh, người ta sống rồi nó cũng đỡ. Bơi xuồng lên đên trên cánh đồng nước cũng là niềm vui của ông Lộc và bà con nơi đây. Những tay lưới đầy áp cá đồng là khởi đầu thuận lợi của bà con dùng đồng nguồn trong mùa nước nổi, vừa giúp cải thiện bữa ăn hàng ngày, vừa có thêm thu nhập. Nội dung điểm báo sáng nay sẽ mở đầu với bài viết nhan đề thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam-Kazakhstan được đăng trên trang nhất của tờ Thanh Niên. Và biên tập viên Thành Đô đã có mặt trong trường quay để thông tin thêm về nội dung này. Xin mời Thành Đô. Vâng, cảm ơn chị Nguyệt Quế và anh Tấn Phước. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày hôm qua, sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kasym Zomart Tokayev đã tiến hành hội đàm. Tại buổi hội đàm với Tổng thống Kazakhstan Kasym Zomart Tokayev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Kazakhstan ủng hộ sớm đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tế, kịp thời tạo ra thêm nhiều cơ hội mới cho trao đổi thương mại giữa hai nước. Hai bên cũng mong muốn phối hợp chặt chẽ để sớm đạt được mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam và Kazakhstan sẽ nghiên cứu khả năng thành lập liên doanh trong các lĩnh vực như là dệt may, chế biến thực phẩm, hải sản, đồ hộp để cung cấp cho thị trường Trung Á. Kết thúc hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác giữa hai bên. Hôm nay 22 tháng 8, Tổng thống Kasym Zomart Tokayev sẽ thăm làng gốm Chu Đậu và một số hoạt động khác trước khi về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Cùng ngày, Tổng thống Kazakhstan Kasym Zomart Tokayev đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sáng nay, phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên dự kiến sẽ được diễn ra với thời gian tổ chức đấu giá là 60 phút trên một biển số. Tờ Thanh Niên dẫn lời Bộ Công an cho biết có 11 biển số được đưa ra đấu giá trong phiên này. Danh sách người tham gia phiên đấu giá đầu tiên đã được chốt. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá là những người đã đăng ký tài khoản, nộp tiền hồ sơ và tiền đặt cọc trước 24 giờ ngày 19 tháng 8 vừa qua. Đề cập đến thông tư 19 vừa được Bộ Tài chính ban hành về việc bãi bỏ thông tư 150/2010 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ quan báo chí. Bình luận trên tờ Thanh Niên cho rằng những quy định bãi bỏ khi chưa có hướng dẫn kịp thời và phù hợp sẽ khiến cho các cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới. Còn ở Một cà phê chào ngày mới, bài viết của tác giả Đỗ Văn Long nêu quan điểm khi các trường đại học mở rộng cửa tuyển sinh đào tạo cử nhân liên quan đến các ngành công nghệ mới thì nhu cầu về chất lượng cần được đặt ra là một trong những yếu tố hàng đầu. Giáo dục và đào tạo nhân lực cho lĩnh vực mới là một xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, cần có sự phát triển bền vững và chiến lược đào tạo nhân lực bài bản để tránh gây hệ lụy trái chiều cho mục tiêu tốt đẹp ban đầu. Cũng trên lĩnh vực giáo dục, tờ Thanh Niên cho biết, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ giao chỉ tiêu sư phạm theo từng năm, căn cứ vào nhu cầu cụ thể về nhân lực ngành sư phạm. Vì vậy, các trường phải đợi chỉ tiêu thì mới được thông báo tuyển sinh sư phạm, tuyển bao nhiêu chỉ tiêu. Trường nào thì cũng phải làm như thế, không có trường nào được phép thông báo tuyển sinh khi chưa được Bộ Giáo dục Đào tạo giao chỉ tiêu. Trong khi đó, trên trang nhất của tờ Tuổi Trẻ sáng nay có bài viết có nhan đề lệch pha công nghệ metro. Quan điểm của bài báo cho rằng vấn đề này là không ổn. Thực tế hiện nay, mỗi tuyến metro do một đơn vị tài trợ khác nhau, dẫn đến khác biệt về công nghệ, loại tàu, phần mềm quản lý. Dù chưa chạy, nhưng đã cho thấy nhiều vấn đề rủi ro và chi phí mà Việt Nam phải chịu trong thời gian tới. Các chuyên gia cũng cho rằng, đường sắt Việt Nam đã có cách nay hơn 130 năm. Nhưng đến nay, thiết bị vẫn phải mua, trừ toa xe khách, metro mới. Nên cần phải có chiến lược phát triển và có tầm nhìn dài hơn. Để tránh lặp lại bài học này, rất cần có các tiêu chí kỹ thuật chung cho các tuyến đường sắt đô thị để thuận lợi cho công tác đấu thầu, xây dựng, vận hành sau này, trong đó công tác đào tạo nhân lực là rất quan trọng. Trên lĩnh vực kinh tế, tờ Tuổi Trẻ có thông tin, hiện nay các doanh nghiệp ngành xây dựng san lấp mặt bằng ở miền Tây đang điêu đứng do giá cát tăng mạnh theo từng ngày, nhưng muốn mua thì cũng không có hàng vì nguồn cung cát bị đứt gãy, khi mà nhiều đơn vị khai thác cát chỉ hoạt động cầm chừng. Nếu tình trạng này kéo dài thì có thể sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến các dự án cao tốc ở đồng bằng sông Cửu Long.
Còn một bạn đọc, nhiều ý kiến gửi đến tờ Tuổi Trẻ tỏ ra băn khoăn với vấn đề sau khi áp dụng gia hạn đăng kiểm từ tháng 6 năm 2022 thì tình hình đăng kiểm ở nhiều địa phương đã hạ nhiệt và thậm chí là đang giãn khách. Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ quá tải vào cuối năm khi mà gia hạn đăng kiểm từ tháng 6 bắt đầu hết hiệu lực. Thưa quý vị, trong bối cảnh hoạt động của ngành dệt may còn khó khăn, một số quy định từ thị trường châu Âu càng tạo áp lực lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Đây là phân tích trên tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh khi đề cập đến những thách thức mới khi vào EU của ngành dệt may của Việt Nam. EU đã phát động chiến dịch thiết lập lại xu hướng nhằm chống lại chất thải dệt ngày càng tăng. Đến năm 2030 thì tất cả các sản phẩm dệt may trên thị trường EU phải bền, có thể tái chế. Theo chuyên gia, doanh nghiệp xuất khẩu may mặc muốn làm xanh thì phải chủ động chuyển đổi. Nhưng mà hiện nay rất ít doanh nghiệp Việt Nam đạt được chứng nhận này. Hiện nay, Việt Nam đang gửi yêu cầu hướng dẫn hợp tác cụ thể trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.